Xưởng gỗ Mộc Tùng kính chào toàn thể quý hàng trên toàn quốc. Vâng, hôm nay cơ sở đồ gỗ nội thất Mộc Tùng của bên em vừa mới ra mắt một sản phẩm, một chiếc bàn Nhật với thiết kế là đơn giản, chân vuông, phù hợp để đọc sách và làm việc, thiên về là làm việc. Vâng, chiếc bàn này được làm bằng chất liệu là gỗ sồi Nga, với chiều rộng là chiều dài là 1 mét, chiều rộng là 50 đến 55. Vâng, tùy quý khách hàng có thể đặt theo kích cỡ là 50 hoặc 55 phân. Đấy. Và ở đây là chân cao 30 phân. Vâng. Đấy. Ở đây là một cái mẫu rất là đơn giản nhé. Và chân là bên em có soi một cái đường chỉ. Đấy. Làm cho nó trở lên khá là điệu. Vâng. Và đây em sẽ đi sâu một chút về cái sản phẩm này. Bên em hoàn thiện rất là kỹ. Đấy. Ở đây là ván tràm nhé. Đấy. Ván tràm. Và bên em làm rất là kỹ đây. Đây, em sẽ đặt chiếc bàn này lên. Đấy, và cực kỳ chắc chắn nhé. Đấy, cực kỳ chắc chắn. Và ở đây em đã cố định cái mặt bàn này vào trong cái chân này. Vâng. Thì cái thiết kế này thì bên em đang hướng tới là những khách hàng muốn có một cái không gian làm việc hiệu quả. Đấy, mình trong một cái không gian nó nhỏ thì mình ngồi ở cái bàn Nhật này nó rất là tiết kiệm được cái không gian, và đồng thời là giúp mọi thứ trở nên ngăn nắp hơn. Khi mình làm việc mình sẽ tập trung 100% vào cái hiệu quả của công việc. Đấy. Thứ hai là chiếc bàn này cũng rất là đa năng. Ngoài việc là mình đọc sách, mình cũng có thể là ăn cơm, mình cũng có thể là uống trà tiếp khách. Và cái chiều cao là 30 phân này thì mình hoàn toàn là có thể là mình cho chân được vào trong cái gầm bàn nhé. Đấy. Mùa hè mà mình dùng cái bàn Nhật này, mình bật điều hòa lên, mình cũng thưởng thức trà thì nó rất là tuyệt vời và rất là thích. Vâng. Nó khác so với lại việc mình sử dụng cái bàn ghế phòng khách, bởi vì là bàn ghế phòng khách thì cái nó chiếm rất là nhiều diện tích và khoảng cách nói chuyện nó sẽ trở lên xa, cái tính kết nối nó không có. Trong khi ở cái việc dùng bàn Nhật ấy thì giữa mọi thành viên trong gia đình thì nó khoảng cách nó sẽ khá là gần, việc giao tiếp nó sẽ rất là hiệu quả, kể cả là tiếp khách cũng vậy. Đấy, nó tạo ra một cái cảm giác không gian rất là ấm cúng. Đấy, rất là thân thiết, gần gũi. Và những ai đang theo dõi video của bên em thì em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em có động lực làm những video tiếp theo, cho ra mắt thật nhiều các cái dòng sản phẩm, các cái mẫu bàn đẹp cao cấp. Và cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.